Xin chào, thật vui khi lại được gặp các bạn trong tập phim hôm nay. Hãy cùng Funny Ghost đưa các bạn khám phá thế giới tu tiên hôm nay nhé! Mọi người đứng bên ngoài thấy đại điện rực sáng thì hết sức kinh ngạc, hậu trì được thiên đế đỡ lấy bế ra ngoài. Thông báo Điện Triều Thánh đã chọn cô làm chủ nhân và truyền lại toàn bộ thần lực cho cô. Vô Hóa nhất định không chịu chấp nhận sự thật này, một mực không hối cải muốn hại chết cô như thượng cổ năm xưa. Chuyện của Điện Triều Thánh coi như ổn thỏa, giờ là lúc thiên đế cùng Cảnh Giản tới chỗ Thanh Mục để giải quyết thương thế của anh. Hai cha con dùng linh lực phát hiện Cảnh Chiêu đã dùng Long Đan để cứu mạng Thanh Mục thì nổi trận lôi đình. Nó dám hy sinh tiên cốt vì tình yêu mù quáng, không có kết quả trở thành một kẻ chẳng khác nào phàm nhân. Trên đời này thiếu gì đàn ông sao nó cứ nhất quyết phải yêu Thanh Mục. Vô Hoán biết tin rất tự hào với thủ đoạn cao tay của con gái, dùng Long Đan trói buộc tình lang quả là một cách hay. Thiên đế ngược lại không thể chấp nhận được, hạ lệnh nhốt Cảnh Chiêu vào tháp tỏa tiên, cấm ai được thả ra. À Lết tấm thân tàn đến chỗ phụ thần, xin được ban chết tạ tội làm ông thất vọng đuổi thẳng cổ ra ngoài. Thiên đế giờ mới nhớ ra quay sang hỏi thiên hậu sao không ra tay cứu Thanh Mục hại con gái ra nông nỗi này. À ta vốn chỉ muốn dạy cho anh một bài học vì từ chối hôn sự ngự ban, nhưng không ngờ Chiêu Nhi lại ngu ngốc như thế. Giờ chỉ có cách chân thần xuất thế thì mới có thể cứu được Cảnh Chiêu, trước mắt cứ giữ Thanh Mục ở thiên cung trước. Hậu trì đã nhớ lại toàn bộ ký ức không ngừng rơi nước mắt ôm lấy Thanh Mục, hứa sau này họ sẽ bên nhau mãi mãi. Lần thoát nạn này, may nhờ có thiên đế, Cảnh Giản và Phượng Nhiễm giúp đỡ cô hào hứng muốn mở một bữa tiệc nhỏ cảm tạ họ lắm rồi đây. Vì ơn cứu mạng của Cảnh Chiêu, Thanh Mục thú nhận đã đồng ý ở lại tới sau thọ yến của thiên hậu. Cảnh Giản đã cố nhưng mẫu thân vẫn phản đối chuyện anh kết giao Thanh Mục và Phượng Nhiễm, vẩn vơ suy nghĩ một hồi, nhắc thấy bóng Grad đi tới, vội đứng dậy cúi đầu hành lễ. Cô tới để cảm ơn anh chuyện tối qua và hứa sẽ đưa hậu trì về cung Thanh Trì tránh gây thêm rắc rối. Rồi phũ phàng tuyên bố sau này chúng ta coi như chấm dứt quan hệ làm anh chàng hết sức đau lòng. Vu Hoán vẫn không ngừng nghĩ đủ mọi cách để đẩy nhanh tiến độ giúp con gái tu luyện Long Đan. Đột nhiên ả nhớ ra hậu trì có tính cách giống Cổ Quân, nhưng dung mạo kém vài phần, như đúc ra một khuôn với chân thần thượng cổ, nhưng lạnh lùng hơn hẳn. Ả vẫn còn bức xúc chuyện năm đó thiên đế vì chịu ơn Cổ Quân gián tiếp ép ả phải trở thành mẹ hậu trì. Nghĩ tới trong hồ hoa tịnh của ông ta chắc chắn có ghi chép về mẹ ruột của cô, nhân lúc ông còn không rõ tung tích, ả sai phượng nữ gấp rút tới đó thăm dò. Thanh Mục và hậu trì vẫn là một đôi uyên ương hạnh phúc mà không hay biết thiên hậu đang tính kế lên họ hòng tạo ra một long đan mới cho Cảnh Chiêu. Anh chàng hứa mỗi ngày sẽ khen cô xinh đẹp 3 lần, đổi lại mỗi ngày hậu trì sẽ đấm anh 3 cái đáp lễ. Thôi xin, anh này trọng thương mới khỏi giơ hai chân hai tay xin rút lui khỏi cái giao kèo này. Hai người mong ước cùng nhau viết nên thoại bản tình yêu trốn nhân gian. Anh hôn lên trán cô, thì thầm, ta hứa với muội, chúng ta sẽ bên nhau chọn đời chọn kiếp. Vừa mới chạm mặt, Cảnh Dương đã sồn sồn đòi Thanh Mục trả lại long đan cho Cảnh Chiêu. Đúng lúc Cảnh Giản đi qua ngăn lại, ý Thanh Mục đã quyết một mực hứa sẽ trả lại long đan sau thọ yến, quân tử nhất ngôn. Anh nhờ Cảnh Giản đưa tới gặp Đông Hoa Thượng Quân để tìm cách giữ mạng, mà Phượng Nhiễm thì đang bận chơi cờ vây với hậu trì. Nghe cô tiết lộ mình có dung mạo giống hệt chân thần thượng cổ làm Phượng Nhiễm không thể tin nổi, thần giới đã đóng cửa 6 vạn năm, làm gì có chuyện trùng hợp như thế. Cổ Quân thì chẳng chịu kể cho hậu trì về thiên hậu, tốt nhất đêm này cô cùng Phượng Nhiễm thu dọn khăn gói quả mướp sẽ rời khỏi thiên cung, chỉ sợ cô kia còn lưu luyến Cảnh Giản. Phượng Nhiễm nổi đóa, ngươi cứ ăn nói hàm hồ là ta táng cho vài phát đó nha. Cả hai đuổi bắt một hồi thì Cảnh Chiêu tới đòi gặp riêng hậu trì, cô ta tiết lộ đã hy sinh Long Đan để cứu Thanh Mục, ép cô phải rút lui trả anh lại cho mình. Thanh Mục tới chỗ Đông Hoa hỏi cách ép Long Đan ra trả lại Tam Công Chúa, nhưng lấy đâu ra chuyện ngon ăn thế, chỉ có chân thần mới làm được điều này. Hoặc là phải đợi tiên nhân độ kiếp thành thần, nội đan của người đó sẽ tồn tại mãi mãi, có thể thay thế Long Đan. Nhưng đã 6 vạn năm rồi, chưa có một ai trong tam giới phi thăng thành thần. Hai anh bất lực rời đi, được Đông Hoa tặng cho một chú cún đem về bầu bạn. Đột nhiên có thị nữ tìm tới báo điện Tử Tùng xảy ra chuyện, buộc Cảnh Giản cùng Thanh Mục phải tới tận nơi xem, thì ra là Cảnh Chiêu cùng hậu trì đang tranh giành người yêu. Thanh Mục thản nhiên bước tới tuyên bố, ngoài hậu trì ra kiếp này anh sẽ không cưới ai khác. Hại ả kia đau đến tê tâm phế liệt làm Cảnh Giản lo lắng, vội đem em gái về. Hậu trì còn giận Thanh Mục dám giấu mình chuyện Long Đan, tức giận quay lưng đi thẳng. Hồ Họa Tinh quả nhiên có người từng sống, phượng nữ đã điều tra ra báo cáo bức chân dung chủ nhân từng ở đó. Vu Hoán đã lờ mờ đoán ra hậu trì và Thanh Mục là thượng cổ và bạch quyết chuyển thế. Chuyện này vô cùng hệ trọng, ả thề phải giết được hậu trì, loại bỏ cái gai trong mắt. Tịnh Uyên đanh mặt nhìn Hắc Long Tam Thủ, dám hạ độc Thanh Mục ở đầm Uyên Lĩnh. Sau khi dùng yêu lực trị tội khiến hắn bay nửa cái mạng. Tới lượt Xâm Gián quỳ xuống tạ tội đã che giấu cho hắn vì không muốn anh đối đầu với thiên cung. Hỗn xược, Tịnh Uyên điên tiết, bồi cho hắn một trưởng dằn mặt. Lần sau còn dám trái lệnh đừng trách ta vô tình. Ông vừa trở về bế quan tĩnh dưỡng, Tử Hàm đã tới thăm dặn có bất cứ tin tức gì của hậu trì đều phải báo cáo lại và cho ông lọ thuốc bôi, sau một tháng vết thương sẽ khỏi. Hậu trì vì chuyện Long Đan mà suy tư như người mất hồn, Phượng Nhiễm vô cùng lo lắng, trách Cảnh Chiêu dùng thủ đoạn nham hiểm. Mãi cô mới chịu ra gặp Thanh Mục, đã đứng ngoài này đợi từ lâu, đừng có hỏng mang đồ ăn ra dỗ dành ta nữa. Thanh Mục bày ra vẻ mặt hối lỗi, là ta muốn nấu đồ ngon cho muội.
Đã vậy cô sẽ nể mặt món ăn ngon mà không thèm so đo với anh chàng. Thanh Mục không ngừng an ủi Hậu Trì, cô cứ tự trách bản thân mang sức mạnh thượng thần mà phải trơ mắt đứng nhìn người khác dùng long đan cứu mạng anh. Đợi tới lúc cô phi thăng thành thần xem, tu vi nâng cao, sẽ thoát khỏi đống phiền muộn này. Anh kia cũng phụ họa theo, ta còn đang đợi muội hống hách khắp tam giới đây này. Đã thế thì ngày mai cô sẽ tham gia thọ yến cho chúng tiên biết được thế nào mới là bản lĩnh của thượng thần. Bị Thanh Mục thẳng thừng cự tuyệt giữa chốn đông người, Cảnh Chiêu không ngừng nốc rượu làm phượng nữ phải âm thầm đánh ngất đi theo kế của Vu Hoán. À ta trong tẩm điện khóc lóc thảm thiết, than thân trách phận cho đứa con gái số khổ này. Một nhà bốn người rất lo lắng, Thiên Đế ra quyết định chính mình độ long đan cứu mạng Cảnh Chiêu. Vu Hoán lập tức phản đối, chàng không thể làm vậy, bên ngoài kia còn yêu tộc rình rập, nếu chàng có mệnh hệ gì chúng lại càng hống hách ngông cuồng, lỡ giống như thần tôn Trích Dương ngày trước. Thiên Hậu quỳ xuống cầu xin, đưa Thanh Mục lên Thanh Long Đài, giáng 49 đạo thiên lôi để lấy long đan lại cho con gái. Cảnh Dương cũng có ý định y hệt Hớt Hải chạy tới chỗ Thanh Mục thì bị em trai giữ lại, nổi giận đùng đùng, tốt nhất bắt anh phải cắt đứt quan hệ với đám người Thanh Mục. Nếu không đừng gọi ta là đại ca nữa, Cảnh Giản buồn chán tới chỗ Phượng Nhiễm uống rượu, thất vọng vì đứa em gái bị tình yêu che mờ mắt. Cô này cũng mang tâm trạng tương tự, chỉ mong Hậu Trì và Thanh Mục có thể yên ổn sống bên nhau. Nhớ tới mẫu thân và huynh trưởng có mối huyết hải thâm thù với Phượng Nhiễm, cô càng tỏ ra đáng yêu, anh càng không để tâm đến những điều đó nữa. Cô gái say khướt ngủ mất tiêu, gợi lại trong anh ký ức thời niên thiếu, được một tiểu cô nương cứu mạng trong đầm Uyên Lĩnh. Còn không màng tới sự cấm đoán của ông nội, ra tay cứu tiên tộc như anh. Nhìn cô nàng say ngủ, anh thầm hỏi, tới khi nào muội mới nhận ra thiếu niên năm đó là ta? Thọ yến sắp khai tiệc, chúng tiên kéo tới không ngừng. Còn Thanh Mục thì đang ngất ngây khen Hậu Trì hôm nay thật xinh đẹp và tặng cô một cây châm đỏ. Muội không có ý định cảm ơn ta à? Cô chỉ cười cười, không ngờ huynh bình thường giản dị mà có thể làm ra nữ trang tinh xảo tới vậy. Cả hai nắm tay vui vẻ tới chúc thọ Thiên Hậu, vừa hay phá hỏng nét vui tươi trên khuôn mặt bà ta. Vu Hoán vội chớp lấy thời cơ, nghiêm mặt tuyên bố ngươi đã thoái hôn với Cảnh Chiêu thì cũng nên cho trả long đan cho con bé rồi. Cung Thanh Trì ta có ơn tất báo, Hậu Trì thẳng thắn đảm bảo sẽ lấy long đan của mình bù lại cho Tam công chúa, làm Thanh Mục hết hồn, không ngờ đây chính là lý do cô ấy tham dự buổi thọ yến. Nhưng kết cục trong người cô chẳng có viên long đan nào, Vu Hoán vui vẻ ra mặt thông cáo thiên hạ, Hậu Trì không phải con của Cổ Quân, đổ cho cô tội mạo danh thượng thần. Lập tức thi triển pháp lực định bắt giữ cổ. Thanh Mục không chậm trễ lôi ra thần khí, trường lực bị phản lại hất văng các tiên nhân ngồi xung quanh. Thiên Đế không muốn buổi tiệc bị hủy, cho phép đôi trẻ về cung Thanh Trì. Quả nhiên Vu Hoán tính kế không hề sai, để Hậu Trì không chịu sỉ nhục anh đồng ý chịu 49 đạo thiên lôi trả lại long đan. Anh không muốn nợ ân tình ai cả, Hậu Trì đợi ta nhé. Tịnh Uyên không yên tâm sai Tử Hàm tới thiên cung thăm dò, nếu Hậu Trì có gì không ổn trực tiếp tấn công thiên giới. Hậu Trì không nhịn được xông thẳng vào muốn cùng chịu bị thiên lôi đánh cùng Thanh Mục. Tiếng sấm sét ầm ầm đánh thức Cảnh Chiêu, thủ đoạn trói buộc Thanh Mục của ả sắp tan thành mây khói. Đôi uyên ương cắn răng chịu đau đớn mà thiên lôi không ngừng giáng sấm sét. Trông họ bị đánh tới tàn tạ, Vu Hoán cười mỉa đoán họ sẽ tan xương nát thịt tại nơi này. Cảnh Chiêu chạy tới, thấy cảnh người thương bị giày vò thề sẽ để anh rời khỏi thiên cung, nhưng đã không kịp nữa rồi, nếu không đánh đủ 49 đạo thiên lôi, kết giới sẽ không mở. À điên khùng đổ hết tội lỗi lên đầu Hậu Trì, vì ngươi mà huynh ấy mới phải hy sinh như vậy. Cô nhầm rồi, Thanh Mục không muốn nhận long đan của cô rồi bị điều khiển như một con rối. Anh cũng xin lỗi vì không thể đáp lại tấm chân tình của ả, chấp nhận đồng sinh cộng tử với Hậu Trì. Tịnh Uyên trông thấy những cảnh này hết sức đau lòng, năm xưa muội cũng hy sinh vì Bạch Quyết mà chưa từng nhìn đến ta. Cảnh Giản và Phượng Nhiễm nhìn bằng hữu bị thương hận bản thân chẳng thể làm gì, rưng rưng nước mắt. Hậu Trì có sao không? Chỉ còn một đạo thiên lôi cuối cùng này sẽ giải thoát cho cô và Thanh Mục. Bao nhiêu thời gian sớm tối bên cạnh, chịu khổ như này cũng là xứng đáng. Hãy nhớ về những ký ức tươi đẹp mà quên đi nỗi đau thể xác này. Lần cuối cùng, xin để tự mình anh chịu. Long Đan đã hoàn lại cho Cảnh Chiêu, còn anh thì bất tỉnh nhân sự. Tử Hàm lo rằng Thanh Mục sẽ chết mất, Tịnh Uyên vẫn rừng rưng, huynh ấy không dễ chết thế đâu. Hậu Trì lập tức dùng thần lực chữa thương cho anh, nếu nó cạn kiệt cô sẽ hồn phi phách tán. Phượng Nhiễm không thể đứng yên, cầu xin Thiên Đế giúp đỡ cô ấy. Nhưng kết giới đài Thanh Long vẫn chưa mở, hẳn là do Vu Hoán bày trò. Kỳ tích đã xuất hiện, Thanh Mục từ từ tỉnh lại, còn Hậu Trì thì kiệt sực ngã xuống. Kế hoạch diệt bỏ anh không thành, Vu Hoán điên tiết nhìn người ta ân ái. Hậu Trì đợi ta, ân nghĩa đã trả giờ thì, bản quân sẽ cho tam giới thấy, ta sẽ thắng được ý trời. Sự thật đã chứng minh, Thanh Mục chính là Bạch Quyết, Vu Hoán không thể ngờ được anh muốn sử dụng sấm sét để tái tạo linh mạch trong cơ thể mình. Nhìn anh độ kiếp chuẩn bị phi thăng thành thượng thần thứ 5, ai nấy đều vui mừng, hóa ra 49 đạo thiên lôi chính là đòn bẩy giúp Thanh Mục phi thăng trực tiếp gọi ra 81 đạo thiên lôi. Nhưng cơ thể thiếu mất long đan, còn xuất hiện yêu lực anh chỉ có thể độ kiếp thành bán thần. Nhanh chóng dùng thần lực chữa thương cho Hậu Trì. Vu Hoán định ngăn cản, bị Tịnh Uyên chưa kịp hành động thì thượng thần Cổ Quân xuất hiện cản bước. À, trách Thiên Đế dám đứng nhìn, dung túng cho thê tử làm hại Hậu Trì.
ả điên tiết vạch trần nó không hề có nội đan, sao có thể là con gái huynh. Đã vậy thì bản quân sẽ chiếu cáo thiên hạ, con gái ta hậu trì, không phải do Vu Hoán sinh ra, cơ thể nó vốn yếu ớt đã dùng nội đan nuôi dưỡng hết rồi. Vu Hoán vẫn chưa chịu để yên, vin vào cớ Thanh Mục thân mang yêu lực nhất quyết phán tử tội. Nếu là yêu tộc, cậu ta đã bị thiên lôi đánh hiện nguyên hình, một chút yêu lực còn con là do chúng phải long tức của Hỏa Long Tam Thủ. Mộ Quân một lòng ủng hộ vợ không thèm phân biệt đúng sai, cổ quân nói luôn, năm xưa khi thần giới tồn tại, tiên yêu vốn là huynh đệ, đừng cứ hở ra là đòi chém đòi giết. Mộ Quang cứng họng bắt vợ không được truy cứu nữa. Phong ba tạm qua đi, Thanh Mục lấy thân làm sính lễ hỏi cưới hậu trì, thề suốt đời suốt kiếp sẽ bảo vệ chu toàn cho cô ấy, nếu không làm được sẽ hồn phi phách tán. Cổ quân mặt không đổi sắc tặng anh hai chữ, đừng mơ làm cô tắt ngấm nụ cười. Con gái của bản quân sẽ không xuất giá rồi biến về cung Thanh Trì. Phượng Nhiễm tiến tới an ủi, ngươi cầu thân sơ sài như vậy ổng không đồng ý gả con là đúng rồi, cứ đợi vài ngày sau lại nói tiếp. Cảnh Chiêu tuyệt vọng thoát khỏi hai vị ca ca, đời này của muội có làm thế nào cũng không nắm giữ được mối lương duyên này. Tịnh Uyên còn lâu mới để Vu Hoán yên thân, xuất hiện trả thù cho thượng. Chưa gì đã chửi Mộ Quang dám để con trai tới phá đầm Uyên lĩnh ngăn Tam Thủ thăng thần. Đang điên lại nghe Vu Hoán lớn giọng bệnh chồng rủa xả yêu tộc, Tịnh Uyên quát lớn cái con Phượng Hoàng tạp chủng cũng dám mở miệng sức sược với bản tôn. Nếu tiên tộc các ngươi còn không yên phận, cứ coi chừng tan xương nát thịt giống đài Thanh Long này, các trụ đá vì yêu lực đều sụp đổ. Gia Diệp thì đợi mãi mới thấy cổ quân về, lo sợ sắp tới sẽ bị thiên cung đàn áp. Mà linh khí và linh mạch ở núi Kỳ Liên đã cạn kiệt, nhiều tiên môn tu luyện đã khăn gói rời đi. Không cần quan tâm bọn chúng, muốn quay lại cũng cấm cửa. Yêu thần xuất thế tam giới lâm nguy, thiên đế lập tức triệu tập các thượng tiên tới bàn đối sách. Sai Cảnh Dương đem 5 vạn quân tới gia cố kết giới tiên yêu. Vu Hoán muốn nhân cơ hội này tính luôn kế sách đối phó cung Thanh Trì, nhưng thiên đế còn để tâm chuyện hậu trì không phải con gái ả. Nếu là nương tử dưới nhân gian, thử hỏi có phu quân nào chịu nổi. À tức tưởi phân trần, chẳng phải là do năm đó chàng ngày ngày tới thăm, ta mới bỏ cổ quân vô tâm đi theo chàng. Hắn tự nhiên đem theo quả trứng tới làm loạn, ta thương đứa bé mới chấp nhận làm mẫu thân hậu trì. Mộ Quang đã biết sự thật, cũng chẳng tính toán nữa, khuyên ả đừng nhúng tay tới tình cảm của Thanh Mục và hậu trì. Nhờ vụ núi Kỳ Liên, cổ quân gián tiếp dằn mặt thiên cung, cấm dùng đám tiên môn ra thế khủng ức hiếp cung Thanh Trì. Ông tranh thủ hỏi Phượng Nhiễm về cậu trai bị sét đánh ở điện Thanh Long, sơ sơ là thiếu niên anh hùng, tuổi còn nhỏ đã trở thành thượng quân lừng danh Bắc Hải, rất xứng đôi với hậu trì. Nhưng ông không quan tâm, con gái yêu quý không thể gả đi được. Ông tặng tiên thảo hái trên núi tuyết để hậu trì bồi bổ, không ngờ con gái yếu ớt đã hấp thụ được thần lực ở điện triều thánh. Cổ quân nhanh chóng thu hồi sắc mặt, khuyên hậu trì nên uống nhiều tiên dược một chút để dưỡng thương. Ông đã ngủ cả vạn năm sau cuộc giao tranh với thần thú thượng cổ nên không thể trở về cung Thanh Trì. Nói tới đây cô cũng yên tâm hơn, uống thuốc thôi nào. Thanh Mục mang theo một đoàn người hùng hậu đem sính lễ tới cầu thân, Trường Khuyết vội chạy vào bẩm báo mà hậu trì cũng không ngừng tác động từ bên trong xin phụ thần tác thành cho mình và Thanh Mục. Cổ quân mời anh vào đại điện, trực tiếp từ chối mối nhân duyên này thay con gái, dù có là ai, ông cũng không chấp nhận. Phượng Nhiễm lại đứng ra xoa dịu, thần quân với cô vừa đoàn tụ, chắc không muốn cô rời đi. Thanh Mục cũng rất vững tâm, rồi có ngày ta sẽ làm ngài ấy thay đổi quyết định, tình cảm bị ngăn cấm càng thêm bền chặt. Cổ quân tới thăm điện Thanh Long đã bị phá hủy, nếu thần tôn Trích Dương hồi phục trí nhớ, có đăng tâm để hậu trì với Thanh Mục viết nên mối bi tình. Ông không thể để cô ấy phải tổn thương thêm nữa. Thiên đế tới an ủi Cảnh Chiêu vì đã tức giận mắng cô trên đại điện hôm trước. Cũng chỉ vì ông quá lo cho thân thể tiểu tụy thiếu mất long đan khi đó của cô. Nếu biết Thanh Mục hậu trì đã thành đôi, ông sẽ không nhẫn tâm ban hôn cho con gái. Cái này là ả ta tình nguyện, không dám trách cha. Sau lần phạm lỗi này, phụ thần mong con sẽ trưởng thành hơn. Vu Hoán bên trong tẩm điện tu luyện bị phản phệ, tâm trí ả vẫn đặt nơi Tịnh Uyên. Sợ anh lấy lại sức mạnh chân thần thì cái thiên cung này của ả sẽ bị san phẳng. Ả không ngừng luyện hóa ác linh, linh hồn của những người chết oan để đột phá linh lực, đã đến lúc phải dùng đến vật này. Tiên tộc dám ỉ đông hiếp yếu, đem quân đến gây hấn, Tịnh Uyên hạ lệnh sai Hỏa Long Tam Thủ tiến quân tới La Sát dẹp loạn để cho chúng biết thế nào là lễ độ. Ba người Thanh Mục, Hậu Trì và Phượng Nhiễm vẫn đang vào đầu bứt tai nghĩ ra lễ vật của quân ưng ý. Mà điều thần quân quan tâm nhất là kho binh khí đã lâu không có ai dọn. Anh chàng quyết định sắn tay thực hiện thử thách này. Được người yêu tiếp thêm sức mạnh, anh càng phải cố gắng để rước nàng về dinh. Phượng Nhiễm ăn cơm chó nhiều tới phát nản. Úi tà tà, xẹp bóng tinh tươm, nhưng thần quân vẫn chưa vừa lòng đâu, tiếp tục cố lên nha anh dài. Lau chùi, châm hương và tiếp tục pha trà, khổ nỗi thành ý của anh, cổ quân vẫn không thèm đặt vào mắt. Tập phim hôm nay đến đây là hết rồi. Nhớ like và đăng ký kênh Funny Ghost Review, nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo tập phim tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong tập phim tiếp theo.